Thưa quý vị và các bạn, từ đêm 28 tháng 6 đến đây, trên mạng xã hội liên tục phát video trực tiếp hình ảnh đám tang của quân nhân Trần Đức Đô, trong đó có các hình ảnh khám nghiệm tử thi, những dấu hiệu được cho là thương tích trên cơ thể nạn nhân. Người nhà và một số người dân địa phương bức xúc cho rằng cái chết của nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất thường và yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Liên quan đến vụ việc này, chiều nay, Bộ Quốc phòng đã thông tin chính thức về vụ việc. Theo Bộ Quốc phòng, Ngày 26 tháng 6, đại đội 14, tiểu đoàn 4, trường quân sự quân khu 1 tổ chức cho bộ đội hành quân vào thao trường huấn luyện. Trong khoảng thời gian từ 13 giờ 45 phút đến 14 giờ ngày 28 tháng 6, đơn vị đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện. Quân nhân Trần Đức Đô báo cáo chỉ huy ra ngoài đi vệ sinh. Khoảng 14 giờ 20 phút không thấy Đô quay lại. Chỉ huy đã cử ba quân nhân đi tìm thì phát hiện Đô đang trong trạng thái treo cổ trên cây keo phía sau đỉnh đồi, cách điểm huấn luyện khoảng 50 m. Sau đó đơn vị đã tổ chức đưa anh Đô đi cấp cứu tại bệnh viện Gang Thép, thành phố Thái Nguyên. Đến 15 giờ 30 phút, bệnh viện thông báo quân nhân Trần Đức Đô đã tử vong. Hiện các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời phối hợp với gia đình giải quyết hậu quả. Khi có kết luận của các cơ quan chức năng, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục thông tin vụ việc. Được biết quân nhân Trần Đức Đô, 19 tuổi, quê thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Theo gia đình, anh Đô viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, anh được chuyển đến tiểu đoàn 4, đại đội 14, trường đại học quân sự quân khu 1 huấn luyện. Đến ngày 28 tháng 6, gia đình nhận thông tin anh Đô tử vong. Trường quân sự quân khu 1 đã tổ chức lễ giếng và lễ truy điệu quân nhân Trần Đức Đô theo nghi thức quân đội tại quê nhà.